Nối tiếp series tóm tắt của chuyển sinh thành Slam, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng cuộc chiến của đội quân gồm 200.000 quân thiên sứ với thánh quốc Ruberius đã chính thức bắt đầu. Cuộc chiến ngăn chặn cũng như là tiêu diệt kẻ phản bội chính là Dark Grill cũng đã diễn ra. Trong phần trước, Araman đã cùng với Garra đã thi triển hai đòn ma pháp tối thượng và đã tiêu diệt được một nửa quân đội Titan của Dark Grill. Tuy nhiên, ngay giờ đây, vị ma vương này mới bắt đầu hành động. Cuộc chiến sẽ nối tiếp như thế nào? Thì mọi người hãy cùng mình xem trong video phần 31 của ngày hôm nay nhé! Đội quân Titan của Dark Grill vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù đã bị tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Một đội quân đã đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của chủ nhân mình. Cuộc chiến đã diễn ra 2 giờ kể từ lúc mới bắt đầu. Bọn Titan đã dùng chính cơ thể to lớn của mình để cố gắng đè bẹp đội quân Undead nhỏ bé của Araman. Nhưng không lâu sau đó, tình hình đã thay đổi. Araman tiếp tục sử dụng siêu cấp ma pháp Undead Magic để tập hợp các bộ xương phân tán khắp nơi để triệu hồi một đội quân quái vật Undead khổng lồ. Ông đã kết hợp tất cả những xác chết của những con Titan đã chết trước đó để hợp thành. Với thân hình khổng lồ cộng thêm trang bị và vũ khí ma thuật được làm bằng pháp quỷ, Araman cũng đã sử dụng một ma pháp chữa trị diện rộng, một ma pháp phục hồi cho toàn bộ đội quân đã bị thương. Điều này khiến cho quân đoàn của Araman trở nên bất tử. Dù cho có nghiền nát bao nhiêu lần thì chúng vẫn tiếp tục được hồi sinh. Tuy nhiên, vì đội quân của ông không có sát thương chí mạng nên bọn Titan cũng đã nhanh chóng hồi phục sống với đội quân Undead. Điều này đã làm cho tình hình trận chiến trở nên bế tắc. Sion đang đứng trên một nơi rất cao để đánh giá tình hình trận chiến. Nhờ hai đòn ma thuật vừa rồi đã làm cho đội quân của Sion có lợi về lực lượng quân số. Những con Undead khổng lồ do Daman vừa mới tạo ra đang ngăn cản những con Titan khổng lồ đang tấn công. Quân đội của Sion vẫn chưa xuất trận, nhưng ngay giờ đây cô biết rằng dù cho có để Tử Khắc đội ra trận thì chắc chắn sẽ không gây ra tổn thất nhiều cho kẻ địch. Garra sau khi thực hiện xong đòn tấn công, ông cảm thấy có một chút lo lắng. Ông cảm nhận được rằng dường như chính ông và Araman đã thanh trừng và tiêu diệt đi những tên không mạnh trong đội quân của Garra. Một nửa quân số còn lại, bọn chúng đều vô hiệu hóa được ma thuật và đang phục hồi một cách thần kỳ. Điều này đã làm cho Garra cảm thấy lo lắng. Tên chỉ huy của đội quân đã lộ diện. Hắn ta tên là Grasco. Hắn ta cầm một thanh đại bảo kiếm lớn, như thể nó là một phần cơ thể của mình. Cộng thêm một thân hình khổng lồ, hắn đang đấu 1-1 với Albert. Cả hai đều là kiếm sĩ nên đây sẽ là một trận đấu so sánh xem kiếm thuật bên nào mạnh hơn, bên đó sẽ thắng. Nếu so về vóc dáng, Albert chỉ cao đến ngang chân của tên Grasgo mà thôi. Và hắn cũng chính là kẻ chỉ huy quân đội của Dark Grill. Tuy tổng chỉ số đều thua Dark Grill một trời một vực, nhưng lại là một kiếm sĩ tài ba. Cho dù có thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ và cách di chuyển của hắn rất là khéo léo và nhanh nhẹn. Cuộc đọ kiếm của cả hai đang diễn ra kịch liệt. Albert tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng anh ta đang đáp trả lại những đòn kiếm rất là nặng nề. Sức mạnh của một đòn kiếm được tung ra, nó có thể đè bẹp một đối thủ tầm thường ngay tức khắc. Đó cũng chính là nhờ thanh kiếm cấp thần được Rimuru ban cho, cũng như là kỹ năng kiếm thuật của ông. Khả năng của Rasgo chính là kháng ma thuật và phá hủy vũ khí, nên những thanh kiếm cũng như là vũ khí bình thường nếu đụng vào kiếm của Rasgo chắc chắn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc thay cho hắn, kỹ năng của Rasgo sẽ bị vô hiệu hóa khi hắn đang phải đối mặt hoàn toàn với những vũ khí hoàn toàn là cấp thần. Bên cạnh đó, ba đứa con trai của Dark Grill cũng như là Sion đang quan sát trận chiến. Cuộc trò chuyện của ba đứa con được diễn ra. Ông già của chúng ta vẫn chưa hành động. Nếu ông ta mà hành động, chúng ta có nên đối đầu với ông không? Sion cũng đáp trả và nói với các học trò của mình rằng chính Sion mới là đối thủ của Dark Grill. Sion đang rất là ngứa tay ngứa chân và cô đã sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của Sion đã thay đổi khi sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn. Hắn ta đang bước ra khỏi lều trại của đội quân Titan, một kẻ bí hiểm có thân hình cao đồ sộ, vóc dáng khá giống với Dark Grill. Ba cậu học trò lên tiếng. Đó là chú của chúng tôi, người đã bị phong ấn trong một thời gian rất là dài. Một người khi ở đất nước được gọi là chiến thần Fen. Fen đang bước ra với những sợi dây xích được quấn quanh cơ thể. Ông ta nở một nụ cười tàn ác hướng vào nhóm của Sion. Sion bắt đầu thăm dò sức mạnh bằng cách tiếp cận. Sion cho rằng tên chiến thần Fen này, ông ta có sức mạnh có thể vượt qua cả Dark Grill. Một sức mạnh khủng khiếp, một sức mạnh hoàn toàn áp đảo mà những ma vương ở đây khó lòng nào có thể đánh bại được. Lượng ma tố của hắn ta có thể ngang với một chân long. Sion lên tiếng và nói với ba đứa học trò của mình, tên đó là một tên quái vật, các cậu không thể đánh bại được hắn ta đâu, hãy lùi lại ngay. Sion đứng đối mặt với Fen, nhìn vào hướng của Fen, những sợi dây xích bên ngoài quán đang dần được tháo bỏ. Garra bên cạnh hoảng hốt và nói với Sion, những dây xích đó, chúng là Glenia, nếu chúng được tháo ra thì hắn ta sẽ rất là nguy hiểm. Sion thắc mắc và hỏi lại, những sợi dây xích đó, chúng là thứ gì? Garra trả lời, đây chính là thứ chỉ được truyền lại trong các văn bản cổ đại. Người ta nói rằng trong thời đại của các vị thần, Velda đã phong ấn một vị thần tà ác. Hai trong số ba anh em đó đã thay đổi, nhưng có một kẻ đã tự chọn giữ lại bản chất tàn bạo của mình. Và kẻ đó đã bị phong ấn bằng những sợi dây xích chuỗi của chúa. Và Glenia chính là tên gọi của những sợi dây xích đó. Nếu truyền thuyết là đúng, các dây xích sẽ hấp thụ năng lượng phát ra từ thần tà ác và tiến hóa. Những sợi dây xích này chính là vật sở hữu của tên Velda, và nó có thể sánh ngang với những vật phẩm cấp thần thoại. Và điều đáng sợ nhất chính là kẻ được những sợi dây xích đó phong ấn, hắn ta là quái vật. Garra khuyên ngăn Sion, hãy rút lui và đừng có chiến đấu với hắn ta. Tuy nhiên Sion lại tỏ ra một cảm giác khó chịu và lên tiếng, chúng ta sẽ không rút lui. Chúng ta đã được lệnh của Rimuru Sama bảo vệ vùng đất này. Nghĩa vụ của chúng ta bây giờ là phải đánh bại tất cả bọn chúng để chứng minh rằng chiến lược của ngài Rimuru là hoàn toàn đúng.
Sau khi được Sion lên tiếng thì tất cả đã lấy lại tinh thần và cùng lúc đó Fenn đã bắt đầu hành động. Hắn ta đi qua chiến trường với tốc độ nhanh hơn cả cơn gió. Fenn lao vào tấn công Adamant, người mà đã làm cho đội quân Titan thiệt hại nặng nề. Nhận thấy được nguy hiểm, Adamant đã lập ra vô số rào cản ma thuật. Tuy nhiên, tất cả rào cản đều đã bị phá hủy. Ngay cả đến Adamant cũng đã bị dính đòn và văng ra xa bởi một cú đấm của cái tên được gọi là Chiến thần Fenn. Tử Long Wendy cũng nhanh chóng tới và cung ứng cho Adamant. Tuy nhiên, ngay cả cô cũng đã trúng đòn bởi một viên đạn được bắn ra từ tay của tên Fenn đó. Adamant nói lớn: "Không thể nào, không thể nào. Tôi đã tạo ra vô số rào cản rồi mà. Tại sao tất cả đều bị đánh bay chứ?" Sion bên cạnh, sau khi chứng kiến, cô đã hoảng hốt và nói lớn: "Một đòn tấn công duy nhất của hắn đã đánh bay luôn cả Adamant và Wendy chỉ trong một đốt nhạc. Hắn ta là thứ quái gì vậy?" Sion cũng biết rằng Adamant là người không phù hợp để đánh cận chiến, mà bây giờ ông ta lại bị đòn tấn công trực diện như vậy tấn công. Nhận thấy được nguy hiểm, Sion ngay lập tức muốn đến hỗ trợ cho Adamant. Khi Sion chuẩn bị bước đi thì cô cảm nhận được một sự nguy hiểm đến từ đằng sau lưng của mình. Sion nghe thấy một giọng nói. Cô tự suy nghĩ, đây là doanh trại của mình cơ mà, doanh trại còn có vô số rào cản. Thế nhưng Sion đã lại không thể cảm nhận được kẻ thù lại đang đứng ở ngay sau lưng của mình, và hắn ta đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Sion lập tức quay lại, trước mặt cô chính là một kẻ với thân hình khổng lồ. Kẻ đó chính là ma vương Dark Crew. Sion đã gặp ông ta một lần trong hội bàn ma vương. Tuy nhiên, lượng ma lực của ông ta đang lan tỏa, nó đã mạnh hơn trong quá khứ mà cô đã gặp rất là nhiều. Sion hoảng hốt và lên tiếng, từ khi nào? Ông đến đây từ khi nào? Tại sao tôi lại không thể cảm nhận được? Dark Crew cũng lên tiếng đáp trả, ta đã đến đây được vài phút rồi, cô không thể cảm nhận được ta. Vậy thì đây chính là minh chứng cho sức mạnh chênh lệch của đôi bên rồi. Cô chỉ là một thuộc hạ của tên Rimuru mà đòi đánh bại ta sao? Sion hoảng loạn, cô ngay lập tức rút ra thanh kiếm của mình và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sion hoảng loạn chính là kẻ thù đã đến được một vài phút, nhưng Sion lại không hề nhận ra hắn ta. Cô ngay lập tức kích hoạt độc kỹ bếp trưởng và tăng chỉ số sức mạnh của mình cộng với cơ thể bất tử. Cô đang xoay sở để chứa đựng sức mạnh của vượt qua giới hạn của bản thân. Một đòn tấn công vượt qua cả một kỹ năng tối thượng, một đòn tấn công với tất cả sức mạnh của mình để có thể đánh bại tên Dark Crew ngay lập tức. Sau khi thấy sức công phá của đòn tấn công của Sion đã làm cho Gara thốt lên. Này Sion, đòn tấn công của cô có thể phá hủy mọi thứ ở đây đó. Tuy nhiên Sion vẫn tiếp tục tấn công. Cô tung ra cú chém cực mạnh vào Dark Crew, nhưng tên Dark Crew, hắn ta không hề cử động, cũng không né tránh. Thanh kiếm sắp chém vào thì đột nhiên bị đánh bay ra lập tức. Dark Crew đã gầm lên với tinh thần chiến đấu, đã làm rung chuyển cả môi trường xung quanh. Sóng xung kích cũng như áp lực từ tiếng gầm đang ngăn cản cú chém của Sion. Đòn tấn công không thể chạm vào người ông ta. Sion bị đứng hình trong giây lát khi đòn tấn công mạnh nhất của mình lại bị đánh bật ra một cách dễ dàng như vậy. Dark Crew với thân hình to cao, ông ta nói với Sion, dù cho đã thành ma vương nhưng có vẻ như vẫn còn quá sớm cho một người như cô đứng trước mặt tôi đấy. Tiếp theo đó, Dark Crew tung ra một cú đấm vào Sion, làm cho Sion văng ra và phá vỡ rất nhiều bức tường. Sức mạnh của đôi bên quá chênh lệch khi Sion phải đối đầu với một ma vương cực kỳ lâu đời đến như vậy. Cuộc chiến sắp đi đến bế tắc thì sự xuất hiện của một cô gái lan tỏa hương thơm ngọt ngào của hoa hồng. Cô nàng tóc bạc với chiếc váy đen tuyền xuất hiện, đó chính là ma vương Luminat. Cô là người cai trị nơi này. Luminat đã tham chiến. Luminat đã quan sát tình hình trận chiến và nhận thấy được mối nguy hiểm và đã xuất hiện kịp thời để cứu trợ. Cô biết rằng nếu đánh một đấu một với Dark Grill thì khả năng thắng của cô là rất thấp. Chính vì thế Luminat quyết định tung ra một đòn tấn công cực kỳ mạnh. Một đòn tấn công có thể giết chết đối thủ ngay lập tức. Đòn tấn công được tung ra nhưng đó lại không làm cho ông ta bị thương. Dark Grill lên tiếng, ta biết, ta đã quá bất cẩn. Đòn tấn công của cô làm ta khó chịu đấy. Cô đã tấn công xong rồi chứ? Giờ đến lượt ta nhé, hãy kết thúc nó ngay bây giờ. Luminat và Sion ngay giờ đây không thể chiến thắng với sức mạnh tuyệt đối của Dark Crew. Hắn ta đã càn quét cả chiến trường. Bên cạnh trận chiến của những thủ lĩnh thì trận chiến của hai kiếm sĩ là Albert và Grasco đang đến cao trào. Bọn họ đều là kiếm sĩ với nhau, cả hai đều công nhận đối phương là kẻ xứng tầm để đánh với mình. Một cuộc đọ kiếm kinh hoàng đang được diễn ra. Grasco khen ngợi Albert, kỹ năng chiến đấu của ngươi nó làm ta phải ngạc nhiên đấy. Để có một cơ hội để so kiếm với một kẻ như ngươi, đây là một vinh dự đối với một chiến binh như ta. Albert cũng đáp trả, đây không phải là kỹ năng của ta, chỉ với những thứ này, những vũ khí cấp thần mà ta đã được ban tặng bởi Rimuru Sama, chủ nhân đáng kính của ta, nó đã tiếp thêm cho ta sức mạnh. Nếu bây giờ ta vẫn còn sử dụng những vũ khí cũ đó thì có lẽ ta đã bị người đánh bại mà không thể đánh trả bất cứ đòn nào rồi. Trả lời lại với sự tôn trọng đối thủ của Grasco, người khiêm tốn quá đấy, dù cho ngươi đang cầm những vũ khí cấp thần nhưng nếu ngươi sử dụng nó mà không có kỹ thuật thì nó sẽ không thể phát huy tối đa sức mạnh của vũ khí được đâu. Trong đám người thuộc lãnh thổ của ta không mấy người có thể đánh ngang hàng với ta đâu. Tuy ta muốn giữ lại khoảnh khắc đọ kiếm với ngươi lâu hơn chút nữa, nhưng ta phải đánh bại ngươi ngay tại nơi này. Đội quân của ngươi chắc chắn sẽ thất bại mà thôi. Các ngươi không thể đánh bại được Fenn cũng như là ngài Dark Crew được đâu. Grasco, hắn ta muốn làm cho Albert bị kích động bằng lời nói để tung ra một đòn chí tử và tiêu diệt Albert chỉ trong một đòn. Nhưng Albert vẫn không thay đổi một chút nào. Ông nói lớn, ta là thanh kiếm của ngài Adamant cũng như là thuộc hạ của ngài Rimuru Sama. Ngài Adamant cũng như là Sion đều mạnh hơn ta rất nhiều. Ta tin bọn họ sẽ chiến thắng. Chiến lược khiêu khích đối thủ của Grasco đã thất bại.
cả hai ngay giờ đây chỉ còn là cách tung ra hết sức mạnh của mình để giành chiến thắng đối phương. Màn đọ kiếm sắp đến đỉnh điểm, nó làm cho mọi thứ xung quanh bị xáo trộn bởi những cú va chạm của hai thánh đại kiếm với nhau. Còn Adaman sau khi bị Fen tấn công, ông cảm thấy rằng ý thức của mình gần như sắp biến mất. Lãnh chọn một đòn tấn công tầm gần như thế này đã làm cho Adaman gần như bị suy sụp. Mặc dù ông có thể tấn công ma thuật mà không cần niệm chú, tuy nhiên để có thể kích hoạt một ma thuật cao cấp và có sức mạnh công phá thì bắt buộc phải niệm thần chú để tích tụ mana. Khi bị Fen tấn công, ông tự tin vào rào cản phòng thủ của mình, nhưng thật không ngờ sức mạnh của kẻ thù lại lớn đến mức có thể đánh bay toàn bộ rào cản của ông một cách dễ dàng như vậy. Nhờ có những rào cản bảo vệ đó đã giúp cho Andaman thoát khỏi một đòn chí mạng. Ông ngay giờ đây cần phải thay đổi một biện pháp phòng thủ khác ngoài phép thuật. Andaman quyết định kích hoạt một ma pháp cấp cao triệu hồi lần hai, một ma pháp triệu hồi, một ma pháp có thể biến người chết trở thành con rối của mình. Ông bắt đầu niệm thần chú, bất kể kẻ đó là đồng minh hay là kẻ thù, miễn bọn chúng đã chết, nhờ vào ma pháp này tất cả sẽ biến thành undead hạ cấp và nghe theo mệnh lệnh của Andaman. Và bây giờ đây, cơ thể của những Titan đang rải rác trên mặt đất được tập hợp lại và những xác chết bắt đầu kết hợp lại với nhau, tạo ra một đội quân gồm 1.000 tên được gọi là người khổng lồ tử thần. Chúng không những có được lượng ma thuật do Adaman cung cấp mà còn có được tất cả những năng lực của bọn Titan trước khi chết. Tất cả đều đặt ngưỡng rank A, tất cả nghe theo lệnh tấn công vào 50.000 quân Titan của Dark Grill. Adaman ngay sau đó hướng mắt vào tử long Wenty. Wenty, cô ổn chứ? Vâng, em đã bất cẩn ạ. Wenty đã từ hình dạng rồng biến đổi lại hình dạng người của mình. Cô đã bị thương khá nặng nhưng đã nhanh chóng hồi phục hoàn toàn nhờ vào kỹ năng siêu phục hồi. Kỹ năng biến hình thành rồng của Wenty, một ngày cô chỉ sử dụng nó đúng một lần duy nhất. Cả Wenty và Adaman đều biết tên Fen kia rất mạnh, không những có một lượng ma tố rất là mạnh mà sức mạnh cũng như là thể chất của hắn rất đáng kinh ngạc. Hắn đã còn miễn nhiễm với ma thuật, chính vì điều này đã làm cho Adaman gặp vô số khó khăn. Adaman cũng biết rằng nếu cho đội quân của mình đến tấn công tên Fen đó thì chắc chắn sẽ bị đánh bại trong khoảng chừng 2 phút mà thôi. Sức mạnh của hắn ta quá áp đảo, giờ đây muốn đánh bại được hắn ta thì bắt buộc phải đánh cận chiến mà thôi. Và đến lúc này, Adaman cũng mới tiết lộ rằng trước khi trở thành linh mục tối cao, Adaman còn là một con người từng là một võ sĩ. Ông sau khi trở thành linh mục, ông đã không sử dụng đến võ thuật của mình là bởi vì ông đã có một trợ lý tiên phong trong tấn công, chính là Albert. Chính vì điều đó nên Adaman đã không cần chiến đấu ở cự ly gần mà chỉ hỗ trợ bằng phép thuật đánh tầm xa mà thôi. Bây giờ Adaman quyết định sống dậy với tuổi thơ của mình, chính là võ sĩ, để solo với tên Fen kia bằng cách đánh cận chiến. Sau khi nghe thấy điều này, đã làm cho Wenty cảm thấy sốc khi trước giờ cô chưa thấy Adaman đánh cận chiến bao giờ. Tuy nhiên bây giờ đây mọi thứ đã không còn cách nào khác. Wenty đành tin tưởng vào chủ nhân của mình không một chút do dự. Wenty tin tưởng rằng ông chắc chắn sẽ đánh bại tên Fen đó. Adaman bắt đầu nói ra kế hoạch của mình với Wenty. Wenty, bởi vì ta là một tồn tại dạng linh hồn, có thể nói là ta đã chết. Cơ thể của ta chỉ còn lại bộ xương này mà thôi. Và để thực hiện được kế hoạch chính là đánh cận chiến với tên Fen, ta cần một cơ thể vật chất có da có thịt. Chính vì thế, ta muốn cô Wenty hãy nhập xác với ta. Chỉ cần cô không chống lại ta khi nhập xác thì chắc chắn sẽ thành công. Ta cũng không biết rằng ta và cô có thể tách nhau ra sau khi cuộc chiến kết thúc hay không, nhưng ý thức của riêng hai ta vẫn tách ra và không hề biến mất. Nếu trong trường hợp xấu nhất là cả hai ta không tách nhau ra được, ta sẽ nhờ Rimuru tạo cho cô một bản thể mới. Wenty đã đồng ý, và như vậy Adaman đã bắt đầu chiếm hữu lấy cơ thể của Wenty. Cả hai bắt đầu kết hợp với nhau, một cơ thể bất tử của một con rồng chết và sức mạnh phép thuật cũng như là mana dồi dào của Adaman đã kết hợp lại với nhau. Sự kết hợp đã tạo ra một thanh niên với mái tóc màu đen mặc một bộ quần áo linh mục đen xuất hiện. Sau khi hợp nhất, tồn tại của Adaman Wenty có thể sánh ngang được với Anthelma và cũng có thể ngang với Zegion. Bây giờ đây, Adaman Wenty có thể kết hợp đánh cận chiến cũng như là ma thuật tối cao lại với nhau. Adaman tiếp sau đó lao vào gã Titan Fen đang nổi cơn cuồng bạo kia. Adaman không tự tin bản thân của mình có thể đánh bại được hắn ta ngay bây giờ không, nhưng chỉ ít ông cũng tự tin rằng bản thân của mình có thể cầm cự được tên đó. Tên Fen đó, hắn ta có lượng mana có thể ngang với một chân long, nhưng hắn ta chỉ biết điên cuồng và tàn phá mà thôi. Ban đầu, hắn tấn công vào Adaman bởi vì tên Fen đó, hắn đã cảm nhận được ông chính là người có mana cao nhất trong đội quân. Adaman nói trong tâm trí với Wenty, ta sẽ chiến thắng bởi vì ta là một trong những cấp dưới mạnh nhất của Rimuru Sama. Chúng ta phải chiến thắng và mang vinh quang về cho ngài. Ông lao vào tên Fen với một tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, bảy vị hiền triết dưới trướng của Luminat, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, bọn họ đã quay trở lại giúp đỡ cho Luminat để chiến đấu với lũ Titan. Ở đây họ đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi chủ nhân của chính mình chính là Luminat đang thất thế trước ma vương Dark Grill. Bên cạnh đó, bọn họ đang chứng kiến một hiệp sĩ có thể đánh ngang với tên Grasgo. Bảy vị hiền triết của Luminat đang bối rối khi tình thế của cuộc chiến ngày càng hỗn loạn. Bọn họ còn nhận ra hai người quen mà trước kia đã từng ở chính thánh quốc này, Adaman và Albert, đã nổi tiếng trong quá khứ. Adaman là linh mục vĩ đại, là một bậc thầy tài năng của ma thuật thánh. Còn Albert là một thánh hiệp sĩ mạnh nhất của thế hệ trước. Hai người là những người có trình độ để trở thành anh hùng. Nhưng quả trứng của anh hùng không có ở một trong số hai người họ. Sức mạnh của bọn họ có thể sẽ trở thành hiền nhân. Bọn họ trước kia là những người có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí của bảy viên chết. Cũng vì lý do đó, trong quá khứ, bảy viên chết đã lập ra mưu để ám hại Adaman. Bọn họ đã thao túng Đức Giáo Hoàng và ra lệnh cho nhóm của Adaman
thanh lọc một thảm họa undead với quy mô lớn để giúp đỡ cho người dân ở rừng Đại Ngàn Zura, nhưng mục đích của bọn họ chính là tiêu diệt Anaman và thuộc hạ của ông. Bởi vì Enchiet đã từng nghĩ rằng tên Anaman và Albert đã chết, nhưng không ngờ giờ đây bọn họ đã trở về và đang chiến đấu ngay tại nơi này. Điều này đã làm cho bảy vị Enchiet bị sốc và lo lắng. Bọn họ đang phân vân có nên tiêu diệt hai kẻ này không, nhưng giờ đây bọn họ không có thể đánh bại được Anaman và Albert nữa rồi. Và cũng trong trường hợp nguy kịch như thế này thì xung đột nội bộ không nên diễn ra. Bảy vị Enchiet đã thay đổi mục tiêu hướng đến trợ giúp cho chủ nhân của mình, chính là Luminat. Thế trận của quân đồng minh cũng như là quân viện trợ của Luminat và Sion đang gặp bất lợi. Ngay giờ đây, thế trận đã có phần thay đổi, sức mạnh của quân thù quá mạnh, cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Ok anh em, cuộc chiến của ma vương Luminat với 200.000 quân thiên sứ cũng như là tiêu diệt tên ma vương phản bội Dark Grill đang đến hồi căng thẳng. Thế trận bây giờ đã thay đổi hoàn toàn khi ma vương Dark Grill đã ra trận, cũng như sự xuất hiện của tên Fen, cái tên với sức mạnh khủng khiếp được gọi là chiến thần, đã đảo hoàn toàn đội quân của Sion và Luminat. Tất cả đã tung ra con bài tẩy của mình. Cuộc chiến sẽ tiếp diễn như thế nào? Bọn họ có thể đánh thắng hai tên quái vật đang càn quét chiến trận này không? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé.